Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ nói về một vấn đề mà các bác đang rất quan tâm này. Và giờ cũng như ngày nào em cũng nhận được rất nhiều bác gọi về cho em là các bác đã mua dính phải dòng mic nhái của BBS. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cửa hàng họ đang bán dòng mic bãi à, hàng mic mới chính hãng, vẫn bản hàng chính hãng mà mới đập hộp người ta bán chỉ có 1,7 triệu, 1,8 triệu, 2,1 triệu. Em nói luôn có một điều này, tất cả 100% đó là hàng nhái và đó là hàng rẻ tiền luôn. Còn chất lượng em dám khẳng định những cái dòng mic đấy không thể bằng dòng UGX, chứ đừng nói là hàng vãi xịn. Và ngày hôm nay sẽ nói cho các bác tại cách nhận biết các bác làm sao để biết được một bộ mic nhái và bộ mic hàng BBS xịn. Thì đây là những bộ mic BBS xịn em bán cho các bác đây. Đây là những hàng bãi này, dòng 329 này, được chưa? Dòng đầu thu nhỏ, có rất nhiều model hàng bãi. Còn đây là những dòng hàng nhái đây. Có thể xem hết video cho em nha. Các bác cũng phải vui lòng xem hết video này nhé, vì ngày nào em cũng nhận được rất nhiều các cuộc gọi các bác gọi về cho em, bên em bảo sao tôi mua bộ mic hàng ở cửa hàng khác có 1,7 triệu, 1,8 triệu mà về hát không hát được. Thì em nói đùa, các bác đã phải mua về hàng nhái rồi. Còn đâu hàng nhái như nào thì các bác cùng xem đây. Thì các bác vui lòng hãy để lại cho em xin một like nhá. Hãy để lại em một like để em lấy động lực em làm những video bố ích để cho các bác. Các bác cho xin một like và nhớ đăng ký kênh đổi cho em nhá. Và các bác vui lòng bỏ ra một vài phút xem hết video cho em. Thì đây, em cho các bác xem đây, rất nhiều các bác mua. Đây là một model điển hình này. Một model U368 đây, BBS. Thì rất nhiều cửa hàng họ đang bán cái dòng mic này, người ta đang bảo là hàng chính hãng mà có 1,7 triệu, 1,8 triệu. Em nói luôn này, 100% đây là hàng nhái rẻ tiền, mà nó rất là rẻ tiền nhá. Hàng nhái rất rẻ tiền, bác nhìn từ những chữ BBS này, nó in rất là nhái. Và cái ruột gan bác không tin, bác mở cho em cái đầu thu. Tất cả bác đã mua cái mic này, mở đầu thu cho em, được chưa? Bác không tin, bác mở đầu thu cho em. Đây, dòng BBS này đây, đây là hàng nhái nhá, thực sự luôn. Đây, dòng K66868 đây, cũng là hàng nhái 100%. Những cái dòng mic này nó rất là rẻ tiền luôn, được chưa? Và bác nào không tin, mở củ mic cho em. Rất nhiều cửa hàng họ bán là cái củ mic này có lục lăng để bảo vệ. Thì bác nào không tin, bác mở cho em. Cái củ mic nó không giá gì cái củ mic rẻ tiền UGX, và cả nó không bằng UGX luôn. Thực sự nếu bác nào bỏ tiền ra mua cái dòng BBS này, không, tốt nhất có đi mua dòng UGX xua cho em. Còn tiếng còn hay hơn dòng này, em dám định một điều luôn. Rồi em dám khẳng định dòng này không bao giờ bằng dòng xua UGX luôn, chứ đừng nói đến hàng xịn như này. Đây, bạn nhìn cái tay mic này, tay thế này mà người ta dám khẳng định với BBS á. BBS đây này, tay cho bác xem qua cái tay này, hàng xịn nó khác nhá. Bác nhìn so sánh cho em hàng xịn của BBS này và cái tay này, tay nhái này, bác nhìn này, nó khác nhau một trời một vực luôn, được chưa? Đây, hàng nhái đây, củ đây, bác nhìn củ này, BBS làm gì có bao giờ có củ này. Đây, bác nhìn cái tay mic này, cực kỳ nhái luôn, rất rẻ tiền hàng xịn này, nó nhìn nó khác rất nhiều luôn, được chưa? Đây, và tiếp theo là một model đang làm mưa làm gió đây, nó là dòng BBS này, dòng BBS UK9000 đây. Có cửa hàng còn quảng cáo là chống hú cực tốt, em nói luôn này, tất cả các dòng mic không có chức năng chống hú nhá. Đây này, em lấy một cái ảnh của một cửa hàng khác, em không tiện nói đây, họ đang bán đây UK9000. Cái model này đang bán tràn lan thị trường, và rất nhiều cửa hàng đang họ bảo đây là hàng chính hãng. Thì em nói luôn này, 100% đây là hàng nhái nhá, hàng rất vớ vẩn luôn. Đây, chính xác, bác để ý cho em nhá, cái dòng mic BBS này UK9000 này này, hàng nhái này, nó làm nhái theo cái dòng này này. Thực chất nó muốn làm nhái trong dòng 3, dòng 320 và 329 này này, nhưng bác nhìn cho em, tất cả mọi thứ làm còn khác xa cho hàng chính hãng luôn, cho bác để ý này. Từ cái logo BBS nhá, bác nhìn này, đây là hàng xịn nhá, đây là cái hàng có bãi xịn, có 329 xịn của em. Đây, nó muốn làm nhái theo cái form của này, nhưng thực sự không thể làm được đâu. Bác nhìn cái logo này, bác nhìn này, nó nhái không thể nào giống được luôn. Nhìn logo này nhá, bác nhìn chưa, bác nhìn cái hàng xịn này, được chưa? Tất cả từ mặt mũi này, đây mặt mũi này, có nhìn này, và cái mặt mũi con này này, thực sự bác nhìn này, nó nhái này, chữ UK9000 này và cái chữ B39 và S xịn này, được chưa? Nó khác nhau một trời một vực luôn. Đây là một cái model đang bán rất nhiều dàn na thị trường, và rất nhiều các bác đã mua phải và gọi điện cho em rất nhiều cái dòng model này này, UK9000 này. Em nói luôn này, tất cả 100% dòng UK9000 nó là hàng nhái 100% nhá, em cam kết cho các bác luôn. Và nó là hàng rẻ tiền, thực sự các bác mua dòng này tốt nhất có đi mua dòng suo cho em còn hay, tiếng hay hơn. Và đây chứng minh các bác này, cho bác xem ruột gan con này này, em có ruột gan con này luôn. Đây, dòng UK9000 này, bác nhìn cái mặt đầu thu này. BBS không giờ sản xuất cái logo đầu thu như này bao giờ cả nhá. Được chưa? Đây, cắm luôn điện cho bác cái dòng xịn của em luôn, cho xem cái hàng xịn này. Thực sự nó nhái thì nhái, nhưng không thể làm vào nhái đâu. 1,7 triệu, 1,8 triệu thì nó chỉ nhái cái logo thôi, chứ không thể nhái. Nói thẳng các bác là không thể nhái được.
Đấy, có ủng hộ cho mình like nè, có vui vẻ ủng hộ cho xin mình like nhá. Cho bác xem chứng minh bác luôn này. Cắm điện cho bác xem nhá. Bác nhìn cho em. Hàng xịn đây. Em nói luôn này, không bao giờ có thể nhái được luôn. Bác nhìn cái logo hàng xịn này. Mặt màn hình hiển thị này và hàng nhái này, bác nhìn này. Ui trông nó chán đời chưa? Hàng xịn đây. Hàng xịn đây, bác nhìn này, vô vô BBS này, tất cả tần số này, nhảy hết như này. Bác nhìn thấy chưa? Hàng xịn nha, đây là hàng xịn nha. Nó cũng muốn làm nhái như này, nhưng thực sự quá đẻ cái tầm giá này nó không thể làm nhái được. Không thể làm giống y được, em dám khẳng định luôn. Được chưa? À, tiếp theo này. Tay mic này, nhái này. Và đây là cái vỉ mạch của nó đây. Em cùng cho các biết biết đây là cái vỉ mạch hàng nhái này. Đây, vỉ mạch hàng nhái đây, bác nhìn này. Em nói luôn, bác nào mua dòng này không bằng đi mua dòng UGX cho em. UGX tiếng còn hay con này. Tiếng ngoài tiếng cực kỳ xé luôn, tiếng kép cực kỳ xé, em nói rồi. Đây này. Rất vớ vẩn luôn. Hàng chính hãng là nó sản xuất như này. Em cam kết đây không phải hàng chính hãng nha. Cam kết một điều luôn, vì rất nhiều các bác mua phải mà các bác cứ gọi điện cho em bảo là đổi, nhưng em thực sự bên em có bán hàng đâu mà đổi. Em nói rõ luôn, đây là hàng nhái rất rẻ tiền, không thể bằng xu UGX được đâu. Được chưa? Bác nhìn này, cái ruột gan hàng nhái và cho bác xem hàng xịn. Hàng xịn từ cái logo này. À đây, cho bác xem. Chứng minh cho bác logo trước này. Đây này. Em có một cái cửa hàng đây họ đang bán đây. Đây. À, đầu tiên là cái hàng nhái nó không có dập BBS như này. Được chưa? Nhưng mà bắt gần rồi sau bắt đầu nhập này. Bác nhìn là cái đây là cái cô mic này. Cô mic của UK9000 em nói luôn này, tất cả dòng BBS không có cô này. Và không bao giờ BBS nó sử dụng in như này. Được chưa? Nó là hàng nhái cực kỳ rẻ tiền luôn. Đây, người ta dập BBS audio này, nhưng thực sự bác nhìn dập với hàng xịn này nó khác rất nhiều luôn. Bác nhìn hàng xịn nó dập này, BBS Pro Show này và BBS hàng nhái này. Rất rẻ tiền luôn, từ cái tay mic này, đầu thu này. Ok chưa? Và cho bác xem cái ruột gan ở đây. Để cho các bác biết được cái hàng nhái, đây là ruột gan của hàng nhái. Thực ra nó bé tí bé tẹo thôi, nó này, nó bé có bé tí bé tẹo thôi này. Và thực sự cái chất âm của này tiếng cực kỳ chán luôn. Và đây cho bác xem hàng xịn chính hãng, nó sẽ khác rất nhiều. Xin mời các cùng so sánh cho em nhá. Đây là một con hàng xịn. Đây con bên xịn đây. Logo hàng xịn đây và một con hàng nhái đây. Được chưa? Còn tiền nào của đấy thôi các nhá. Còn đừng bắt nào so sánh, nhiều bác bảo là sau bán hàng bãi mà hơn 2 triệu mà hàng mới đập hộp bây giờ người ta bán có 1,7 triệu. Em nói rồi, tiền nào của đấy. Con này mới đập hộp con 329 là nó rơi vào gần 6 triệu cơ thì có biết rồi. Giá trị của hàng xịn khác rất nhiều so với hàng nhái. Và tiếng hàng xịn nó khác xa rất nhiều so với hàng nhái luôn. Đây. Em dám khẳng định người ta không bao giờ có thể làm được chất âm như con này và không bao giờ có thể làm được bên mạch như con này. Vì nếu làm được như con này thì giá tiền nó sẽ rất là cao. Không bao giờ có giá 1,7 triệu, 1,8 triệu bán được bác đâu. Này, mọi nhìn bên mạch hàng xịn này, hàng nhái này. Đây, mọi nhìn này. Nó khác một trời một vực chưa? Chưa nói đây, em có model đầu thu nhỏ em đang bán rất nhiều đây. Dòng 498GS này, con này mới đập hộp nó hơn 9 triệu đây. Bác nhìn từ tất cả những logo hàng xịn nó sắc rất rất nhiều vào cái bên mạch của con hàng xịn này. Bác nhìn thấy chưa? Đây mới là hàng xịn này. Chứ không phải như mấy con 1,7 triệu, 1,8 triệu. Các bác bảo là tôi mua con 1,7 triệu, 1,8 triệu nhưng rất nhiều bác mua về vứt đi, không dùng được đâu. Thực sự các bác mua cái dòng hàng nhái này, em nói luôn này, còn không bằng cái dòng UGX luôn. Các bác dùng UGX tiếng còn hay hơn. Đây hàng xịn nó phải như này nhá. Nên nhiều ông cứ bảo là tôi bán hàng chính hãng 1,7 triệu, 1,8 triệu nó luôn này, toàn vớ vẩn hết. Không có BBS nào 1,7 triệu, 1,8 triệu hàng chính hãng cả. Được chưa? Này, vỉ mạch này, vỉ mạch đây, hàng xịn đây. Cho bác so sánh luôn, cho thấy được hàng xịn có giá trị nó như thế nào. Còn hàng nhái giá trị nó như thế này. Đây, nhái này. Quá rẻ tiền luôn. Thực sự em nói rồi, dòng này còn không bằng dòng UGX. Họ đang bán bao nhiêu tiền cho bác xem này. Cho bác xem hàng họ đang bán này. Có 1,850 triệu này. Em nói luôn 1,850,000 này. Em dám khẳng định này. Nếu đây là một hàng chính hãng, mang đây em tặng có 10 triệu luôn. Được chưa? Đằng sau tem này. Làm nhái này. Thực sự nó nhái, rất là nhái luôn. Từ cái màn hình này nó không bao giờ thể làm được như hàng xịn rồi, hàng xịn này. Chứng minh bác luôn. Đấy, dòng UK9000 em nhắc lại rằng UK9000 BBS hiện nay thị trường là hàng nhái 100%, 1,850,000 là tất cả bác đã mua hàng nhái. Và em nói luôn là cái trong cái tầm giá này tốt nhất các bác đi mua dòng Suo cho em, tiếng còn hay hơn dòng này nhá. Dòng Suo UGX tiếng còn hay hơn cái dòng này nhá. À có 1,7 triệu này. Rất nhiều cửa hàng đang bán 1,7 triệu này. Mà người ta đang bảo các bác này nó là hàng chính hãng này. Tất cả đây là hàng vớ vẩn hết nhá, nó là hàng nhái. Này có 1,7 triệu này. Được chưa?
Đấy, đây là bác nào đi mua phải rất tỉnh táo vì hiện nay trên thị trường nó có khá nhiều model nhái BBS rất nhiều. Rất nhiều và em sẽ model nào lên nhái em sẽ cho các bác biết. Đấy. Được chưa? À, hàng nhái này. Được chưa? Đấy. Nhái rất nhiều luôn. Đây, đây là nhái này. Đấy, tất cả mọi thứ nhà hàng xịn nó phải như thế này này. Đây là hàng xịn này. K100 bên này. Xịn chưa? Mọi nhìn nó khác biệt chưa? Xịn như này. Đấy, xịn đấy. Xịn thế này. Mọi nhìn cho mọi nhìn này, những con hàng xịn này. Nhìn nó có sự khác biệt rất lớn so với những hàng nhái. Em dám một hàng xịn này. Được chưa? Những cái model hàng xịn nó phải như thế này chứ không phải như mấy con hàng nhái rẻ tiền đâu. Này. Ok chưa? Rồi và xin chào các bác nha, hẹn các bác tiếp theo nha. Đây là video rất bổ ích cho các bác. Chào các bác nha.